Vì sao đứa trẻ nào cũng mong đợi tới sinh nhật, ba mẹ có nhất thiết phải tổ chức hoành tráng không? Có nhiều lý do cho thấy việc tổ chức tiệc sinh nhật cho trẻ rất quan trọng, không nhất thiết nó phải được tổ chức khoa trương tốn kém. Vấn đề là làm sao để trẻ cảm nhận được sự ấm áp, vui vẻ mà mọi người dành cho mình. Khi ngày sinh nhật của trẻ đến gần, một số cha mẹ tỏ ra rất hào hứng và chuẩn bị tươm tất mọi thứ từ trước. Thế nhưng, cũng có một số cha mẹ muốn tiết kiệm chi phí hoặc vì lý do nào đó mà họ bỏ qua dịp quan trọng này của con mình. Một bữa tiệc sinh nhật đơn giản hay khoa trương tùy thuộc vào ngân sách và khả năng của mỗi gia đình. Nếu trước đây, một bữa tiệc rất đơn giản chỉ với bánh kẹo và mời bạn bè của con mình tới, nhưng giờ đây nó đã phát triển thành một bữa tiệc theo chủ đề, có cả người lớn tham dự. Dù bữa tiệc có được tổ chức như thế nào đi chăng nữa, cha mẹ vẫn nên coi trọng ngày này vì những lý do dưới đây. Lý do khiến tiệc sinh nhật lại quan trọng đối với trẻ, tạo ra một cảm giác quan trọng và tôn trọng đối với trẻ. Sinh nhật đánh dấu việc trẻ đã trải qua một năm dài, nó đóng vai trò như một mốc thời gian, cho phép trẻ suy ngẫm về sự phát triển và thành tựu của mình. Điều này mang tới cảm giác tự trọng cho bản thân trẻ. Tiệc sinh nhật giúp tăng cường mối quan hệ, phát triển cảm giác thuộc về một nhóm và tạo ra những kỷ niệm lâu dài. Nó cũng giúp trẻ hiểu giá trị của mối quan hệ và tầm quan trọng của việc trân trọng những người trong cuộc sống của mình. Hơn nữa, các buổi kỷ niệm sinh nhật thường liên quan đến các hoạt động vui chơi, trò chơi và quà tặng, góp phần mang lại cảm giác hạnh phúc cho trẻ. Nó cho phép trẻ trải nghiệm niềm vui, sự hào hứng và cảm giác mong chờ. Những cảm xúc tích cực này đóng góp vào sự phát triển tình cảm của trẻ và giúp tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ trong tuổi thơ. Việc tổ chức tiệc sinh nhật có thể dạy cho trẻ những kỹ năng sống quan trọng như biết ơn, chia sẻ và sự thông cảm. Nó cung cấp cơ hội cho trẻ thể hiện sự đánh giá cao tình yêu thương và sự chăm sóc mà chúng nhận được, khuyến khích trẻ biết ơn những phước lành trong cuộc sống của mình. Một nghiên cứu cho thấy hầu hết ký ức thời thơ ấu được tạo ra từ nhiều thứ khác nhau một cách vô thức như cảm giác, mùi vị, âm nhạc, sự kiện. Vì vậy, việc tạo ra những kỷ niệm từ một buổi tiệc sinh nhật thực sự có ý nghĩa đối với trẻ. Trẻ không nhận thức được sự trưởng thành của mình nếu không thông qua người khác. Đó là lý do tại sao sinh nhật là cách tuyệt vời để trẻ nhìn lại quá trình trưởng thành của mình. Tiệc sinh nhật không nhất thiết phải phô trương. Một số cha mẹ có thể cảm thấy áp lực khi phải tổ chức sinh nhật cho con mình. Tuy nhiên, việc kỷ niệm một năm nữa trong cuộc đời của con bạn không cần phải quá sức. Trẻ em được thúc đẩy hoặc hào hứng hơn bởi những lễ kỷ niệm nơi chúng được mọi người quan tâm, cảm thấy được yêu thương. Vì vậy, chỉ cần thổi nến và ăn bánh cũng có thể là một lễ kỷ niệm. Điều quan trọng không phải là chiếc bánh sinh nhật cầu kỳ nhất hay món quà đắt tiền ra sao mà chính là sự ấm áp, tôn trọng, công nhận mà trẻ cảm nhận được trong bữa tiệc sinh nhật. Ngoài ra, cha mẹ cũng đừng vì lý do nào đó mà quên đi ngày sinh của con mình. Nếu trẻ biết được chúng sẽ cảm thấy rất buồn và ngày sinh nhật trở thành một ngày buồn bã nhất đối với chúng.